Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với Anthony Nguyễn. Liên quan đến việc Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ một kho con trang trái phép trên địa bàn quận 3 hôm ngày 25 tháng 6 năm 2018, mở rộng điều tra, lực lượng an ninh đang làm việc với một người đàn ông tên là Anthony Nguyễn. Bước đầu, Anthony Nguyễn tự nhận là bộ trưởng Bộ Nội vụ của chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong và đang tự nguyện hợp tác với lực lượng an ninh Việt Nam cái gọi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong là một tổ chức phản động do Đào Minh Quân tự lập ra. Việc một số trang mạng nói Anthony Nguyễn là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân là chưa chính xác. Tương tự, tin Anthony Nguyễn về Việt Nam với nhiệm vụ tiếp tế, hỗ trợ kích động người dân biểu tình, bạo loạn hồng lật đổ chế độ và bắt và bị bắt giữ cũng chưa được kiểm chứng. Khi làm việc với lực lượng an ninh Việt Nam, trên người của An Thu Nguyễn có chỉ có đúng 100 đô la Mỹ chứ không phải là 1,5 triệu hay 3 triệu đô la như các trang mạng đưa tin. Một người thân của An Thu Nguyễn tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay An Thu Nguyễn chỉ đủ tiền mua vé về Việt Nam và sống nhờ vào người anh em có tên là H tại quận Phú nhuận. Thông tin chính thức về vụ việc có lẽ cần chờ đợi thêm. Trong một diễn biến khác, trên trang mạng chống cộng có tên là Freedom for Vietnam cũng ra một thông báo như sau. Với giọng văn cực kỳ ngô nghê, xin trích nguyên văn. Thông báo: Theo nguồn tin mật quan trọng từ tình báo tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo anh Anthony Nguyễn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong vừa mới bị bắt. Anh Anthony Nguyễn nhập cảnh vào Việt Nam ngày 20 tháng 6 năm 2018 mang theo 3 triệu đô la để đầu tư vào một dự án về y tế giáo dục của Việt Nam nhưng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản theo dõi và bắt giữ tại nhà riêng cùng với một người nữa. Cộng sản đã ghép tội anh vào tội ủng hộ và tài trợ cho dân chúng và phát cho mỗi người 300.000 để kích động người dân xuống đường biểu tình và bị lực lượng an ninh Việt Nam phát hiện, bắt giữ vào ngày 24 tháng 6 năm 2018 tại Sài Gòn. Anthony Nguyễn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong. Trong những ngày qua, Anthony Nguyễn đã tạm trú tại đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, khám xét khẩn cấp công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thu giữ lực lượng lớn một bộ quân phục công an nhân dân và công cụ hỗ trợ trang bị cho ngành công an gồm 54 bộ quân phục công an nhân dân, 27 mũ KP công an, 73 bộ cấp hàm công an nhân dân, 83 bảng tên công an nhân dân, 41 bảng hiệu tuần tra kiểm soát giao thông. Ngoài ra, còn bắt một số thắt lưng, gậy cao su, còng số 8, công an hiệu và 23 bộ quần áo phạm nhân đặc biệt còn có hai khẩu K59, hai bộ điện đàm, máy ảnh, máy tính, kiếm nhật, iPhone điện thoại và nhiều tài liệu quan trọng bị tịch thu. Hiện chúng tôi đã mất liên lạc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anthony Nguyễn và Facebook của anh đã bị khóa hoặc có thể bị Cộng sản uy hiếp tra tấn bắt khai mật mã và khóa Facebook của anh. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và tổng thống trump để can thiệp vào tố cáo cộng sản việt nam đã vu khống và bắt nhầm người vô tội phải thả anh An thu nguyễn ngay trong lập tức và tất cả 3 triệu đô la tiền mặt gi thu giữ trái phép nếu có tin tức gì về anh chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho các quý vị cảm ơn một số hình ảnh anh bị đội gián cộng sản chụp tại nhà riêng trước khi ra... trước khi bị bắt hết trích Thực chất, Phim For Việt Nam chỉ lợi dụng sự kiện công an làm việc với Anthony Nguyễn để đánh bóng tên tuổi, hòng kiếm tiền từ cộng đồng người Việt hải ngoại mà thôi. Che Làng xin tiếp tục được bám sát và đưa tin về vụ việc này.